Bây giờ mỗi người chúng ta muốn hết khổ, muốn sanh cực lạc, muốn giải thoát thì niệm Phật đúng rồi. Niệm Phật là quá đúng. Tại vì chỉ có niệm Phật mới giúp chúng ta được giải thoát. Nên pháp môn niệm Phật là pháp môn đại thù thắng. Mà Đức Phật đã chỉ điểm mình. Thời mà mạt pháp mình chỉ có niệm Phật mới thành tựu thôi. Hồi trưa những đức gặp một anh chàng này đến chùa nói chuyện, những đức một chút bắt đầu đau lòng khóc. Những đức hỏi: ủa anh là thanh niên tướng tá bự con đồ, nhìn lực lãm đàn ông quá, mà chuyện gì mà làm anh khóc? Anh nói: vợ con bỏ con. Thì Nhân Đức nói rằng mình là con người sống trong cuộc đời này, mỗi một người ai cũng có cái khổ trong cuộc đời này, đâu phải riêng cá nhân anh đâu. Nhưng dù gặp cái khó cái khổ gì hay bị bỏ rơi gì đi chăng nữa thì mình cũng phải tiếp tục sống. Bây giờ người ta bỏ anh khóc, có khi trong lòng người ta lại nghĩ bỏ anh xứng đáng. Tại sao anh không sống cho tốt? Vì anh còn có nuôi con, đó là có nuôi hai đứa con. Là anh phải sống cho tốt, cho đặc biệt để anh nuôi hai đứa con anh chứ. Người phụ nữ người ta không thương anh nữa, người ta bỏ anh mà anh đi khóc. Cái khóc không có giải quyết được vấn đề anh nhớ. Mỗi một con người chúng ta phải nhớ rằng cái khổ trong cuộc đời này mà khóc không giải quyết được vấn đề. Mà việc gì mới là việc giải quyết được vấn đề? Chúng ta phải sống cho thật tốt mới giải quyết được vấn đề. Người ta bỏ rơi mình càng đứng vững để phải sống cho tốt. Bây giờ mình nghe được Phật pháp đó là mở ra cho mình một con đường nữa chứ. Mình có điểm nương tựa bình an nhất trong cuộc đời mình. Như Đức nói rằng không có điểm nương tựa nào bình an bằng chúng ta nương tựa vào bổn nguyện niệm Phật. Bây giờ chúng ta nương chồng, nương vợ, nương của cải, nương danh tiếng, nương bạn bè, nương người thân, chỗ nào an được, bình an được? Không có chỗ nào bình an chứ. Cái nào cũng có tác dụng phụ chứ. Bữa nay người ta thương mình, ngày mai người ta ghét mình. Còn của cải thì bữa nay trong tay mình, ngày mai tới tay người khác. Còn danh tiếng cũng vậy luôn. Lúc có lúc mất, có khi có danh tiếng nhiều có càng khổ nhiều. Làm nô lệ càng khổ. Từ nơi đó mà cái người nghe đạo tu hành hướng đến giải thoát chúng ta, thì dù có tiền có danh tiếng lớn cỡ nào đi chăng nữa thì cũng càng tiện lợi làm được những việc lợi ích trong cuộc đời. Còn người thế gian thì có khi có tiền có danh tiếng thì càng lo âu sợ hãi người ta lấy, nên khổ. Nên tất cả những người khổ đau trong cuộc đời, quý vị phải nhớ rằng khóc không giải quyết được vấn đề. Mà giải quyết được vấn đề là chúng ta phải tin sâu nhân quả. Hôm nay người ta bỏ mình, biết đâu ngày xưa mình đã từng bỏ người ta. Hôm nay người ta hắt hủi mình, ngày xưa mình đã từng hắt hủi người ta. Hôm nay mình đánh người ta hoặc ta đánh mình thì mình nghĩ chắc mình đã từng đánh người ta. Phật dạy mình là nhân quả tương đồng. Trồng ớt ăn ớt, trồng cà ăn cà, trồng gai gốc thì hưởng gai gốc. Mình gieo cái nhân mình gặt cái quả, quý vị. Đã tin vào nhân quả như vậy thì chúng ta cũng tin niệm Phật là nhân thành Phật là quả. Nên Đức Phật chỉ điểm mình là đời mạt pháp ức người tu hành, hiếm có một người đắc đạo. Nói đây là nói người tu hành mà tu các pháp khác, không tu tịnh độ. Phải nhớ, không tu pháp môn tịnh độ dù có tu giỏi cỡ nào thì cũng không có người đắc đạo. Đắc đạo đây mà Đức Phật nói trong kinh có nghĩa là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thành Phật đó. Là trong pháp khác tu gọi là đắc đạo. Còn tịnh độ tông chúng ta là được giảng sanh rồi là đắc đạo đó, quý vị nhớ nghe. Nên á, Đức Phật đã chỉ điểm mình là thờ một pháp niệm Phật mới thành tựu. Vậy thì chúng ta chân thật niệm Phật đi, khổ đau gì trong cuộc đời mình cũng phải niệm Phật mới thành tựu. Đa phần từ giác chợt mê, thọt tiếng liền lùi à. Ấn Tổ nghe nói là đa phần từ giác chợt mê, vừa tiếng thì ắt lùi.
Quý vị coi bao nhiêu con người chăng thật phát tâm đi tu, tâm ban đầu dũng mãnh vô cùng luôn, vậy mà tu từ từ bị danh lợi lôi kéo, hoặc là bị chuyện này chuyện kia, tu từ từ bị lạc lẽo hết trơn, lạc lẽo với đạo, không còn cảm giác với Phật pháp mạnh như ngày xưa. Nên tổ sư mới nói là giữ tâm như thở ban đầu, một đời dưới thành Phật. Nhưng mấy người giữ được tâm ban đầu này? Mấy người giữ được tâm ban đầu này? Chích một thời đi tu với những đức thấy rõ ràng luôn, bây giờ đi tùm lum tùm la hết luôn, khó tìm ra một nơi nào bổ túc xuyên suốt cho mình, hộ trì cho mình để mà mình tu đạo mà gầy dựng được lâu dài, rất dễ bỏ cuộc, rất là dễ bị thối tâm, uổng lắm quý vị à. Nên tổ sư mới nói rằng là thọt tiếng liền lùi, vừa mới tiếng chút là lùi lại rồi, gặp tịnh độ tu tiếng chút là lùi lại rồi, không có ở đâu mà yên được, không có định cư ở đâu ổn được. Nó nói an cư thì mới lập nghiệp, còn có người tu hành mình đi lang thang tối ngày sao mà tu hành được quý vị. Nên phải trụ xứ một nơi lo tu đạo thì mới có cơ hội đời này được giải thoát. Phải chuyên niệm Phật, trải qua bao kiếp nhiều như bụi trần chẳng thể xức ly. Do cái tâm mà gọi là đa phần từ giác giật mê thọt tiếng lại lùi, nên trải qua bao kiếp nhiều như bụi trần chẳng thể xức ly. Cái tâm đó chịu thua, không thể nào mà chúng ta được giải thoát. Nhiều người mình đời này tu tịnh độ nè, đâu phải là tự nhiên mà đời này chúng ta gặp tịnh độ mà chúng ta tu đâu. Rồi bao nhiêu con người tu tịnh độ mà bỏ cuộc thay đổi phương pháp kìa, thì biết rằng nhiều đời nhiều kiếp của họ tu tới thời gian như vậy cũng bỏ cuộc vậy đó. Nếu như đời này mà gặp được người bổ túc cho mình niệm Phật, gầy dựng tín nguyện cho mình niệm Phật thì thành công. Nhưng nếu mình không gặp cái người bổ túc cho mình cái chuyện giải thoát thì chịu thua. Lời Quán Tổ dạy đặc biệt lắm quý vị. Sở dĩ ngài và tôi hôm nay vẫn còn là phàm phu, toàn là vì chẳng biết đến pháp môn tịnh độ, độ khắp ba căn, chí cực nguyên đốn của Đức Như Lai. Bây giờ chúng ta còn là phàm phu là vì chúng ta không gặp tịnh độ, hoặc gặp tịnh độ mà giữa chân bỏ cuộc. Nên Quán Tổ ngài nói ngài và tôi, ngài cũng đưa ngài vào vị trí này luôn, còn là phàm phu là do gì tu tịnh độ mà bỏ cuộc, hoặc là không được gặp pháp môn tịnh độ, gặp các pháp khác mà tu dù có cố gắng cũng không được thành tựu. Nên trải qua số kiếp nhiều như bụi trần mà vẫn còn là phàm phu. Bây giờ chúng ta đời này muốn giải thoát, muốn vãng sanh, chấm dứt sự khổ đau để cứu độ chúng sanh hay không quý vị? Muốn thì chân thật gầy dựng tín nguyện niệm Phật cho kiên cố. Muốn giải thoát thì phải niệm Phật. Sanh tử là đại sự, việc này không làm giả được quý vị à. Phải làm thật. Mà làm thật ngay chỗ nào? Niệm Phật là làm thật. Chân thật niệm Phật, khuyên người niệm Phật, khuyên người niệm Phật để mình siêng năng niệm Phật. Đây là chỗ làm thật đó. Nên chân thật kiên nhẫn đi. Nên cả đời những đức lấy cái cách học tập là cứ khuyên người để khuyên mình, khuyên mình để khuyên người, làm hoài vậy đó. Gặp phái đoàn ở Việt Trì vào, rồi sáng dẫn đi tham quan vòng vòng chùa, cũng thấy an tình. Nhưng chỗ đặc biệt mà những đức nhắc tới lui với họ là cố gắng niệm Phật cầu sanh cực lạc. Sáng ăn cơm xong ngồi nói chuyện với họ chút xíu, tặng quà cho họ, cũng có nói chuyện với họ chút xíu, quay một đoạn để làm kỷ niệm. Họ về họ coi lại, hoặc nhiều người coi cũng được sự gầy dựng về niệm Phật. Nên nhiều người chúng ta mỗi ngày nghe pháp như vậy, rồi ở nhà dụng công tu sáng tối. Những đức nói với vị còn đặc biệt hơn là cái việc quý vị đi đến chùa mà không chuyên niệm Phật, hoặc là đi đến chùa mà đi kêu gọi đầu này kêu gọi đầu kia, đi gom góp tiền đầu này gom góp đầu nọ. Thà vì ở nhà nghe pháp niệm Phật là ít còn bao nhiêu trăm ngàn lần hơn.
Còn thà mình đi đến một ngôi chùa chuyên tu, chuyên niệm Phật, chuyên hoằng tịnh độ, gây dựng tín nguyện cho mình được vãng sanh, thì thà như vậy thì mình đến. Còn đến một nơi mà danh lợi hơn thua đấu đá thì đừng có đến. Đừng có đến làm chi? Đến thì chút thêm phiền não. Nên những lời ăn tổ ngày dạy, nếu như chúng ta muốn đời này giải thoát thì chúng ta phải chuyên tâm niệm Phật, gặp tịnh độ, tín nguyện niệm Phật kiên cố. Còn nếu như mình tiếp tục quay vòng vòng trong cái cõi lục đạo này dài như bụi trần thì quý vị bỏ tịnh độ thì tiếp tục quay nữa thua. Pháp môn tịnh độ độ khắp ba căn lợi độn trọn thâu, chính là đại pháp để Đức Như Lai phổ độ hết thảy thượng thánh hạ phàm, khiến cho họ liễu sanh tử ngay trong một đời này. Rất là hay, bởi vì mỗi một lời ăn tổ dạy mà những lời dạy này thì đúng là lời phó chúc luôn, đúng là di chúc để lại cho hàng đệ tử đời sau luôn. Nghe rồi tự nhiên phát khởi tín tâm niệm Phật liền. Pháp môn tịnh độ độ khắp ba căn lợi độn trọn thâu, chính là đại pháp Đức Như Lai phổ độ hết thảy thượng thánh hạ phàm. Cái pháp môn tịnh độ là cái pháp mà Đức Thế Tôn dùng để mà độ tất cả chúng sanh thượng thánh hạ phàm. Với căn tính nào tu tịnh độ cũng đều đạt được chỗ thành tựu cực kỳ lớn. Bậc thượng thì thành tựu tới bậc thượng, mà bậc trung thì thành tựu tới bậc trung, mà bậc hạ thành tựu tới bậc hạ. Chỉ có chí thành tin tưởng pháp môn tịnh độ, tin tưởng bổ nguyện chân thật niệm Phật là thành công. Vậy thôi. Rất là nhiều người thấy vô cùng đơn giản, bình dị, dễ quá mà không tin. Đúng là rõ ràng con người chúng ta khó thì làm không được, mà dễ quá thì không dám tin. Đúng là thiếu phước báo nhân duyên. Cái người mà đủ phước, người ta chọn cái dễ, dễ tu, dễ làm, bỏ công ít thành tựu nhiều, đây là người có phước. Còn người vô phước thì muốn làm chuyện khó khăn, cực nhọc mà không thành công. Nhưng Đức nói bây giờ chúng ta nghe đạo nghe, mỗi một người chúng ta chỉ cần tập đối với tất cả những việc thế gian này nhiệt tình, nhưng không đặt vấn đề nặng nề. Dù việc gia đình người thân tu hay không tu, làm thiện hay làm ác, chúng ta chỉ là người khuyên chân thật, hết lòng dẫn dắt, hết lòng hướng họ đến chỗ giải thoát, cho họ cố gắng họ làm. Nhưng giữa chừng họ bỏ cuộc, hoặc giữa chừng họ không tu, hoặc giữa chừng họ quay ngược lại với Phật Pháp, chúng ta đều tùy duyên, không có sao cả. Vì sao? Phật Pháp là tùy duyên mà. Người ta tiếp được bao nhiêu người ta tiếp. Nên Ấn Độ ngày nói rằng đa phần từ giác chợt mê thọt tiếng liền lùi, thấy không? Đa phần, Ấn Độ ngày nói đa phần mà. Chứ nếu như mà ngày nói đa phần là bước vào là tiếng, không bao giờ lùi. Còn cái này ngài nói là đa phần từ giác chợt mê, giác ngộ Phật Pháp rồi quay lại mê hoặc điên đảo không tu, thọt tiếng liền lùi, là vừa tiếng được chút là lùi rồi. Giờ chúng ta thấy rõ ràng luôn. Nhiều người thân mình vừa nghe đạo cái muốn tu, tu rồi không muốn tu, phải rõ ràng không? Chợt giác liền mê, thọt tiếng liền lùi, phải không? Nếu họ tiếp nhận tịnh độ, họ chịu tu tịnh độ, họ chịu niệm Phật, họ tiến luôn vậy thành công. Nên từ nó đó mình nghe Phật Pháp phải hiểu, hiểu là lương tâm mình rất là nhẹ. Riêng mình là người nghe đạo phải gầy dựng tín tâm tín nguyện tu cho tới cùng. Còn ai bỏ cuộc kệ người ta, bạn bè thân bằng quyến thuộc, anh em chị em cha mẹ, ai bỏ kệ người ta. Còn riêng mình phải tu để về cực lạc. Việc này mình phải làm. Việc giải thoát là cá nhân mỗi người chúng ta thành tựu của đường giải thoát thì chúng ta mới có cơ hội đến độ họ, giúp họ. Nên cái câu trong kinh giáo Phật nói, Phật Bồ Tát độ chúng sanh vô lượng kiếp, phàm phu muốn độ một đời khó lắm quý vị ơi. Phàm phu muốn độ một đời gấp gáp sao mà được. Phật Bồ Tát còn độ vô lượng kiếp là chờ cơ hội đủ duyên thì dẫn một chút, buông tay ra thì các ngài tiếp tục trở về bổn địa. Các ngài đều tùy duyên hoàn toàn, nhưng tâm từ bi không bỏ chúng sanh,
Còn mình thì gấp gáp vô cùng để muốn người ta một đời giảng sanh, muốn cha mẹ giảng sanh. Cái chuyện này là mình muốn thì tốt, nhưng thật sự họ không muốn, làm sao mình ép? Hiểu không? Nên chúng ta là người nghe đạo tu, làm sao mà tự tại nhất, thoải mái nhất. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói, họ muốn đi vô ba đường ác cũng tốt, đến ba đường thiện cũng tốt. Ba đường ác thì họ giải quyết. Cái chuyện ba đường ác là nghiệp quả, ba đường thiện họ đến là họ tiêu cái phước báo. Ác cũng tiêu mà phước cũng tiêu. Con người chúng ta đến thiện và đến ác đều là để tiêu nghiệp, tiêu phước, vậy thôi, tiêu hết trơn. Nên chúng ta hiểu rồi, chân thật niệm Phật, riêng bản thân mình là gầy dựng tinh tấn niệm Phật. Tất cả những người gặp việc khổ đau nhất trong cuộc đời này, gặp bao nhiêu sự éo le trở ngại trong cuộc đời, chúng ta vẫn là phải nắm chắc có Phật hiệu, vẫn phải nghe Phật pháp để tin sâu nhân quả, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Vậy thì sự lợi ích cực kỳ lớn. Chợm nghĩ giáo pháp Tịnh Độ được khởi đầu bởi Di Đà đạo sư, được diễn bài bởi Thích Ca Thế Tôn, mười phương chư Phật hiện tướng lưỡi rộng dài tán dương. Hiện thờ pháp đạo ngày càng thấy suy đồi nghiêng ngửa, sự thể sau này chẳng đành lòng nói đến. Hãy nên dốc sức niệm Phật cầu sanh Tây Phương, ngõ hầu chẳng uổng công sức gia tu hành. Nếu không, e rằng sau này muốn tu hành cũng không chỗ nào tu được. Đó, cái thời cuộc này mà còn gặp những đạo tràng chuyên tu chuyên niệm Phật như vậy là cơ hội đó quý vị, là cơ hội để chúng ta có thể gầy dựng một đời được giải thoát. Còn nếu như bây giờ mà chúng ta để lỡ qua đời này, càng ngày vật chất phát triển, con người, lòng người càng ngày càng dữ dằn, sự trở ngại cực kỳ lớn, thì cái việc tu giải thoát của chúng ta càng khó thêm, càng khó thêm. Có khi bây giờ muốn tu cũng không biết kiếm đạo tràng nào tu luôn, không biết kiếm đạo tràng nào tu chứ. Nó muốn tu mà không biết kiếm đạo tràng nào tu hết. Bây giờ đơn giản quý vị, bây giờ đi kiếm một cái đạo tràng chuyên tu đã khó rồi, kiếm đạo tràng chuyên tu đã khó rồi. Từ nơi đó mỗi một người chúng ta phải gầy dựng cái tín nguyện niệm Phật khi gặp ngay đạo tràng chuyên tu, gặp đạo tràng chuyên nhất. Nên những đức nói rằng là ba bốn đạo tràng mà chuyên nhất tu đi đến hộ pháp hay đại tùng lâm hay chùa mới, đến là nghe câu Phật hiệu phát âm liền. Đây là vô cùng cực kỳ hy hữu. Mỗi một người chúng ta phải thấy rằng đúng là chúng sanh trong thời cuộc này mà gặp những chỗ tu như vậy đúng là có phước. Bao nhiêu người già được chỗ nương náu để mà tu, để mà nuôi cái huệ mạng, cái cuối cuộc đời để được giảng sanh về thế giới cực lạc. Rồi bao nhiêu vị Phật tử gia đình của mình cũng có thời khóa dụng công tu, rồi có cơ hội ngày lễ, ngày chủ nhật cộng tu trở về đây để tu đạo. Pháp môn Tịnh Độ thù thắng như đức cảm được, nên những đức dùng đa dạng phương tiện để mà chúng ta giới thiệu Tịnh Độ. Nên mỗi một người phải cố gắng quyết chí niệm Phật, đem Tịnh Độ giới thiệu trong đa dạng phương tiện. Đến thế gian này mấy chục năm ngắn ngủi, nên làm một cái gì đó trong cuộc đời này đến với tất cả chúng sanh, kết duyên lành, duyên thiện vẫn là đặc biệt quý vị. Không chăng thật mà làm thì uổng cuộc đời của mình. Nên Ấn Tổ ngài nói không, hãy nên dốc sức niệm Phật cầu sanh Tây Phương, ngõ hầu chẳng uổng công sức gia tu hành. Đó. Còn nếu như không khéo thì cả cuộc đời con người xuất gia chỉ là cơm ăn áo bận, dùng bao nhiêu phương cách không phải là giải thoát,
mà là bao nhiêu phương cách để mà cơm áo gạo tiền, không? Không khác gì thế gian. Được xuất gia tu đạo, gặp ngay Tịnh Độ Ấn Tổ khuyên chuyên niệm Phật để cầu sanh Tây Phương đi. Ngõ hầu chẳng uổng công xuất gia tu hành, nếu không e rằng sau này muốn tu hành cũng không chỗ nào tu được. Đó. Nên những đức gặp một vị xuất gia đó, tu sao những đức năm, đi vòng vòng 10 năm chờ đi tìm, đi đến đâu cũng toàn là gì? Quy tắc là đi cúng, dí cuối cùng trở về cắt một cái liêu thắt để chuyên niệm Phật. Nghe được mình nói chuyện, mới lên đây nè, mới lên chùa ở, xin ở 3 tháng hạ rồi về sắp xếp vô ở luôn, đưa cha mẹ vào chùa để tu luôn. Vị này nói một câu rằng 10 năm tạp tu không bằng 1 năm chuyên tu, chắc chắn 100%. Chuyên tu là lợi ích cực kỳ lớn. Nên hàng Phật tử cứ gầy dựng hoài ngay câu Phật hiệu, gầy dựng hoài ngay câu Phật hiệu đi. Tại vì thành công không nói chứ. Nên những đức á, dùng đa dạng phương tiện để tu phước tu duyên với khắp chúng sanh. Lúc này cũng là 3 tháng hạ quý vị. Quý vị biết có nhiều Phật tử người ta trong 3 tháng hạ này người ta thích đi cúng trường hạ, hoặc ta đi cúng dường chư tăng chư ni đồ này kia, người xuất gia. Bây giờ những đức đưa lên cái chương trình là trong 3 tháng hạ chùa mình cũng có một số người xuất gia, người ta đến người ta cộng tu ngày chủ nhật. Quý vị ai muốn cúng dường chư tăng mỗi tuần chủ nhật, quý vị đến cúng dường chư tăng. Những người mà ta thích cúng dường chư tăng ấy, quý vị chỉ người ta. Quý vị coi, như ở chùa mình cúng dường chư tăng, quý vị cũng có thể cúng dường cho họ, có phước duyên từ cái tâm phát ra đối với những con người này cũng được chút là sao quý vị. Cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không phải quá cực gì cái chuyện mà dọn ăn gì bài bố nhiều. Quý vị về chùa mình, quý vị thấy người xuất gia về chùa mình tu, quý vị thấy đơn giản. Họ tu xong rồi ai cũng dường cho họ được chút gì cúng, rồi xong họ ra họ lấy người hộp cơm mà đi về, họ ăn đi về vậy thôi. Nó là đỡ cái chuyện mà dọn bàn đồ bài bố tùm lum rồi, đúng không? Rồi thêm cái quan trọng vô cùng là quý vị biết, họ ngồi họ nghe những đức nói chuyện một thời chia sẻ Phật pháp Tịnh Độ tiếng mấy, rồi họ còn lễ Phật sức hội hộp. Rồi cái giờ mình ra phóng sanh, những đức thông báo cho ngồi xuống, rồi bắt đầu ai cúng dường là cúng. Quý vị coi, quý vị cúng dường gì cũng xứng đáng rồi. Có nhiều nơi quý vị cúng dường, nếu mà nói về một thời tu khó có lắm quý vị. Có khi mời người ta về dọn bàn đồ, dọn đồ ăn trên bàn đồ trang hoàng dữ lắm, rồi phải tắt bạch cúng dường. Nó bao nhiêu là cái việc để bài bố nhiều thứ. Nhưng riêng chùa mình thì người xuất gia về nghe pháp niệm Phật, nên trong 3 tháng hạ này quý vị kết duyên là được đó. Như đó thông báo đó, chào Phật tử khắp nơi nơi. Bắt đầu là bữa nay là bắt đầu là hình như là bên Đại Tùng Lâm mà chúng ta làm lễ nhập hạ rồi đó, là bắt đầu là nhiều nơi người ta vô hạ rồi đó. Thì bắt đầu từ chủ nhật này tới nè, bữa nay thứ hai rồi, tới chủ nhật tới, thì quý vị nên thấy ai thích cúng dường trai tăng, cúng dường trong 3 tháng hạ thì quý vị chỉ họ, à được nơi đó cúng được. Tại vì sao? Vì họ tu một thờ, nghe pháp một thờ, mấy tiếng đồng hồ cũng chịu khó sức mà hồi hộp, vì cúng dường là xứng đáng lắm quý vị. Cái này những đức nhìn nhận sâu sắc. Kệ trong 3 tháng hạ, cho người xuất gia người ta cũng có phương tiện điều kiện cuộc sống của ta quý vị. Con người sống trong cuộc đời này mà ai không cần cái cuộc sống, có cuộc sống rồi mới tu hành được chứ, nó có thực mới vượt được đạo, thấy không? Nó ở chùa mình cũng vậy, phải có cơm ăn áo bận, lo lắng đàng hoàng cho người ta, có phương pháp tu cho người ta thì người ta ở đây người ta tu. Chứ nếu như vị bê tha bỏ bê người ta đại, không quan tâm ngó ngàng vậy thì mấy người ở đây tu? Còn đói khát sao tu nổi?
Chúng ta tu xong ra không ai nấu cơm cho mình ăn, mình tu được không? Nên từ nơi đó mà đối với người xuất gia cũng phải cần có của cải vật chất để họ sống. Nhưng cái chỗ quan trọng cực kỳ đó là phải chuyên niệm Phật. Tổ sư đã chỉ chuyên niệm Phật cầu sanh cực lạc thì đây mới giải quyết được vấn đề sanh tử. Còn tu các pháp khác là chịu thua, không có cửa thành tựu. Dù có cố gắng cố công cỡ nào cũng chịu thua. Nên mỗi một người từ xuất gia tới hàng cư sĩ, Ấn Tổ ngày khuyên nên chăng thật niệm Phật cầu sanh cực lạc. Quý vị nên được gầy dựng gì hoài để gầy dựng tính nguyện tính tâm, để cả đời này mình xuất gia tu đạo, hay là cư sĩ nghe đạo, nghe tịnh độ, không để luống qua đời này, mà quyết chí đời này chúng ta hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Nên có nhiều người ta nghe Nhật Đức nói chuyện, ta nói rằng là 3-4 năm khi nghe Nhật Đức nói chuyện thì cái tâm mà giải thoát nó càng ngày càng mạnh, mình nhìn cái vô thường nó càng ngày càng sâu, nên có nhiều thứ tự nhiên buông xuống. Nên cái cách học tập của mình là cô động, nhìn nhận cái vô thường, rồi nhìn thấu buông xuống. Cái việc này rất là quan trọng quý vị. Nên mỗi một người chúng ta ở cái cuộc đời này, mình cứ quán tưởng cái sự việc vô thường gì một đời người. Có những người giàu sang phú quý, nhà cao cửa rộng, đang sống sờ sờ vậy, tự nhiên muốn chết chết rồi. Bao nhiêu con người tự nhiên đến lúc chết là nó chết rồi. Vì thì mình nhìn lại là bản thân chúng ta cũng vậy. Nên khi những đứa gặp lại người bạn đó, thấy người bạn đó cái cách nói chuyện nó không còn cái tâm giải thoát như mù lạc. Người bạn nói chuyện nói bây giờ niệm Phật niệm chứ không còn nghĩ cái chuyện giải thoát, vì gia viên của gia đình nó nhiều quá, nhiều thứ ràng buộc. Thì những đức nói rằng bây giờ việc gia đình dù có bận bịu cỡ nào, hay có gia đình được hạnh phúc cỡ nào, nhưng phải nhìn nhận rằng cuộc đời con người một đời qua đi rất là ngắn ngủi. Mình phải nuôi cái tâm giải thoát thì nó mới có được sự an lạc từ cái pháp lạc. Nếu như mình không nuôi cái tâm giải thoát, dù cuộc đời mình có hạnh phúc cỡ nào đi chăng nữa, thì nó vẫn là như phù du thôi quý vị. Như là hoa nở dội tàn, nó có gì chắc thật đâu. Nên nó mỗi một con người chúng ta đến thế gian này như bèo nước gặp nhau, dù hiện tại có thân thiết thương yêu cỡ nào thì nó cũng như bèo nước gặp nhau thôi. Bao nhiêu con người sống trong cái cuộc đời này có những giây phút ở bên nhau vô cùng hạnh phúc và tốt đẹp, nhưng mà những ngày tháng đó nó không được bao lâu, tại vì con người sẽ đi vào trạng thái của suy già rồi bệnh chết. Vậy thì những cái hạnh phúc đó nó không tồn tại. Nên người có góc độ sâu sắc là nuôi dưỡng cái tâm giải thoát, phát ra cái niềm vui của pháp lạc, duy trì được cái tâm giải thoát là hướng về thế giới cực lạc. Nuôi cái tâm đó tới khi tuổi già thì nó trở thành một cái định luật niệm Phật, thì lúc đó nhất định mình có kết quả trên con đường tu. Nên có rất là nhiều người nghe tịnh độ mà lạ thay sự tu hành của chúng ta càng ngày càng nhạt nhẽo đối với tịnh độ. Là vì sao? Vì không có nhìn cái vô thường, nên không có hướng đến thế giới cực lạc là nơi tồn tại vĩnh cửu. Còn ở cái cõi này dù có được hạnh phúc gì đi chăng nữa cũng là quá mau, vì tuổi thọ mình nó quá ngắn ngủi. Có khi sống nay chết mai, có khi đang sống gì tự nhiên đùng ra cái mình có bệnh ung thư thời kỳ cuối, hay bệnh gì hoặc là tự nhiên rồi mình bệnh hoạn suy yếu. Nên mỗi một con người chúng ta sống trong cái cuộc đời này phải nhìn nhận cái vô thường để mình phát triển cái tâm giải thoát, quý vị phải nhớ. Nên những đức nói rằng là dù là giàu sang phú quý cỡ nào đi chăng nữa thì nó vẫn là vô thường.
Vì cái cõi là cái cõi vô thường. Nên Phật mới nói là thân người thì có sanh già bệnh chết, quốc độ thì thành trụ hay không, cuối cùng đều đi vào cái chỗ là không có gì. Nhưng mà ở cái cõi này thì tạo một đống nghiệp để cầm đi. Quý vị thấy quan ổn không? Nên càng mỗi ngày để mà lập lên một cái phương trình hướng tu, để gây dựng một phương hướng giải thoát cho nó mạnh. Phương hướng tu bây giờ là chúng ta chuyên nhất niệm Phật, là gây dựng về tín nguyện kiên cố. Chỗ đi về của mình là thế giới cực lạc, là mục tiêu mình phải về. Phải gây dựng chỗ này suốt, gây dựng cái này hoài, luôn luôn có lòng tin rằng mình niệm Phật, Phật tiếp dẫn. Luôn luôn có lòng tin như vậy. Quý vị coi cái cuộc sống, cái thời tiết nó nóng bức vô cùng. Khi lên tu một thờ mà sức mồ hôi ướt mình. Như hồi trưa này nấu lẩu với các cụ ăn, ngồi ăn lẩu cùng với các cụ già, nhìn đúng là tuổi già khổ thiệt quý vị. Nên mỗi một người chúng ta còn trẻ, có góc độ sâu sắc nhìn nhận, nhìn cái tuổi già thì mình nhìn lại mình cũng sẽ già. Còn người già thì bây giờ phải lo cái việc giải thoát. Đừng đợi nước đến chân rồi chạy không kịp. Nhưng Đức biết một cái người này thông minh, học Phật hiểu biết nhiều, nghe biết nhiều, đọc sách vở nhiều. Mà cái người hiện tại này là họ nói rằng là bậc trí thức đấy. Nhưng mà trong Phật môn thì cái này không có gì đặc biệt quá. Tại vì sao? Vì bạn học nhiều mà không thông. Còn á, ít học mà cũng không chiến. Nếu nói về ít học thì người này cũng không bằng. Mà nếu nói về học nhiều thì người này cũng không thông. Cuối cùng người này vẫn là lừng chừng. Lúc đương thờ còn khỏe thì không chịu tiếp nhận, chỉ chuyên niệm Phật đâu, cho rằng mình là người có khả năng mạnh cực kỳ. Với khả năng của mình không cần nhờ vả người khác. Thường những người cho mình thông minh, hiểu biết nhiều, thường ưa bị cái bệnh là mình không cần nhờ vả ai cả, thường hướng đến cái pháp tự lực, cho rằng mình là người có bản lãnh. Nhưng khi đối diện đối cảnh thì người này mới thấy ra đúng là không đơn giản như mình nghĩ. Người này tu học về sau thì cứ ngủ cứ thường thấy chư hương linh, thấy những cảnh giới xấu xuất hiện. Có duyên giữa những đức với người này cũng quen nhau, đến chùa mình gặp những đức và hỏi những sự việc như vậy. Những đức nói lúc bình thường chú thường cứ cho rằng mình có bản lãnh này, bản lãnh kia, bản lãnh nọ. Nhưng chú suy nghĩ, khi có người mình mà nghiệp duyên đến rồi, giết bản thân mình chống chọi chịu không nổi. Dù lúc bình thường chú có tu giỏi cỡ nào, nhưng mà khi nghiệp duyên kéo đến rồi, nhất định phải nương vào bổn nguyện của Phật. Khả năng một mình không chống chọi nổi. Nếu như tự lực mà tu, dù còn một chút nghiệp như hạt cát, thì quý vị suy nghĩ đi, một hạt cát nhỏ thôi bỏ tới nước chìm không? Chìm.
Còn nếu như người nương mà bổn nguyện niệm Phật thì dù cái nghiệp mình bự như một cái tảng đá lớn, nhưng nếu quý vị coi cái tảng đá này lớn nhưng để lên một chiếc xà lan, một chiếc thuyền đưa qua bên kia được không? Được. Nhưng nếu hoàn toàn tự lực thì dù mình còn một chút nghiệp như hạt cát bỏ xuống nước thì cũng chìm. Nên người tu cái pháp tự lực thì cực kỳ khó. Nếu nói về cái việc mà giải thoát, khó hơn lên trời. Nên nhiều vị học giả, nhiều vị hiểu biết nhiều, cứ cho tịnh độ là đơn giản bình thường, họ không chịu nương một bổn nguyện niệm Phật, cuối cùng họ uổng một đời tu của họ. Nên nhà Đức thường nói rằng tại sao cái việc dễ mình không làm mà mình đi làm cái việc khó. Mà nhiều người có học thức là cho rằng dưới khả năng mình học tập là phải nghiên cứu, thường là cứ nghĩ mình phải nghiên cứu thì cũng là tốt. Nhưng nếu nói gì muốn giải thoát thì phải chuyên tu. Với căn tính con người chúng ta, quý vị dù có thông minh cỡ nào thì chúng ta cũng nhất định phải nương vào bổn nguyện niệm Phật thì đời này mới có thể được giải thoát. Còn nếu như không nương vào bổn nguyện niệm Phật thì đời này chúng ta chịu thua, chịu chết. Dù bạn có giỏi cỡ nào đi chăng nữa thì khi cuối cuộc đời của bạn cũng y ra như lời của Ấn Tổ ngày nói: miệng kêu cha gọi mẹ, tay chân cuốn cùng. Phải nương vào bổn nguyện, phải có bạn niệm Phật, phải có người đồng tu hỗ trợ giúp đỡ. Nên nói cái việc mà cặn tử nghiệp mà được hộ niệm là lợi ích cực kỳ lớn. Tại vì có người hỗ trợ quý vị. Chúng ta có khả năng đi nhưng mà yếu vô cùng, nếu có người dìu mình thì lợi ích cực kỳ lớn. Nên người già, người trẻ, thí dụ như mình vô chùa, mình có rất nhiều người họ nói rằng đi vô chùa mình họ lại tu, lên trên điện tu đồ ngon lành, nhưng mà về nhà lại giải đãi. Là sao? Là vì một mình dễ giải đãi. Còn ở trong chùa là nhờ cái lực của đại chúng, cái oai lực của đại chúng mà mình tinh tấn dũng mạnh. Phải nhớ, cái oai lực của đại chúng mà Phật nói trong kinh: đức chúng như biển cả mênh mông, nương chúng nhờ chúng. Nên một con người mà khi ngủ mà thường gặp ác mộng, gặp những cảnh giới xấu, nếu như quý vị gây dựng tín nguyện niệm Phật, chỉ cần quý vị niệm vạn đức hồng danh, chân thật mà niệm Phật, tất cả những cái việc mình ngủ thấy, những cái điềm không phải, những cái cảnh giới không phải, thấy rồi xong cho qua, đừng có đặt trong tâm, đừng có bận tâm đến. Nhưng mà muốn không bận tâm đến thì chỉ có đúng một cách là niệm A Di Đà Phật, siêng năng niệm A Di Đà Phật. Nên quý vị biết rằng pháp môn tịnh độ này, cái người mà học tạp thì khó tu vô cùng, tại họ không chịu buông xuống cái tạp kia, làm sao họ chịu chiến. Nên có hai hạng người mà tổ sư nó thành tựu cực kỳ lớn khi gặp pháp môn niệm Phật. Một hạng người là học thông rồi nhìn nhận sâu sắc cái pháp, quay đầu niệm Phật thì thành tựu cực kỳ lớn. Những bậc này là giống như bậc thượng căn đó quý vị. Còn bậc thứ hai thành tựu đó là người không hiểu gì, chỉ biết niệm Phật, gây dựng tín nguyện niệm Phật thì thành tựu cũng cực kỳ lớn. Còn nếu như mà người lừng chừng muốn học rộng hiểu nhiều, cho rằng mình là bậc cao siêu, cho tịnh độ là yếu kém, thì người này phần nhiều đều là thất bại khi trong thời mật pháp này tu hành. Họ hoàn toàn thất bại. Trong thời mật pháp này thì chúng ta kiếm cái bậc thượng, học rồi hoàn toàn thông hiểu rồi quy hướng niệm Phật, thì trong cái thời cuộc này không có. Trong cái thời mạt pháp này chỉ có hạng người gây dựng tín nguyện niệm Phật, hoặc là nguyên một khoảng thời gian nghe quá nhiều, biết quá nhiều nhưng không kết quả, cuối cùng nhìn nhận ra tịnh độ này nên buông xuống vạn duyên. Dù là chưa thông nhưng thấy cuộc đời của người mình đã bỏ một khoảng thời gian mấy chục năm tu không có kết quả, nên buông xuống vạn duyên, nhất tâm nhất ý niệm Phật cầu sanh cực lạc.
thì họ vẫn là thành công. Còn một con người mà gặp tịnh độ mà chuyên tu như Hòa Thượng Hải Hiền, thầy dạy một câu Phật hiệu là chân thật niệm, niệm cả đời, niệm 92 năm thành tựu cực kỳ lớn. Như Pháp Sư Hải Khánh, sư đệ Hòa Thượng Hải Hiền cũng vậy. Nghe dạy một câu Phật hiệu thì chân thật mà niệm, dù là ngọng nghịu nhưng chân thật niệm Phật, tin sâu nhân quả. Y rang như là Ấn Tổ dạy, câu đầu tiên là tin sâu nhân quả. Thì Pháp Sư Hải Khánh áp dụng rõ ràng luôn. Bị người ăn hiếp, bị người xem thường, bị người đánh đập, bị người bắt làm việc cực nhọc, đều luôn luôn là gì? Vui vẻ trả nợ, phước cho rồi. Cứ là vui vẻ trả nợ, vui vẻ trả nợ. Đó là tin sâu nhân quả. Rồi tính nguyện trì danh là siêng niệm A Di Đà Phật. Đọc lịch sử, nói Pháp Sư Hải Khánh ngọng nghịu, nhưng khi niệm Phật thì niệm rất rõ ràng, chân thật niệm Phật. Thành tựu cuối cuộc đời là để là toàn thân xá lợi. Những con người vô cùng bình dị nhưng lại gài dựng tín nguyện niệm Phật thì thành tựu cực kỳ lớn. Những con người nghe rộng hiểu nhiều, xem thường tịnh độ thì cuối cuộc đời vô cùng là thảm thương. Ấn Độ ngày nói là miệng kêu cha gọi mẹ, tay chân cuốn cuộn. Nếu như mỗi ngày chúng ta được bổ túc như vậy thì cái tín nguyện mà gây dựng của chúng ta nó mòi hoài, cứ mòi hoài. Nếu như quý vị muốn một đời này giảng sanh thì cực lạc thì phải học tập này, phải học tập cái cách là gây dựng tín nguyện niệm Phật, gây dựng tín nguyện niệm Phật cho cực kỳ cao. Nên có những người tu hành mình thấy họ dụng công rất cực khổ, họ đặt vấn đề rất nặng nề, dù họ niệm Phật đó nhưng họ dụng công giống như là tu cái pháp tự lực vậy. Nào là họ phải diệt dục, nào là họ phải diệt tham sân si, rồi họ phải tu nhiều cách này cách nọ tùm lum mà cũng niệm Phật. Họ dụng công mà nếu đem cái cách đó để mà hướng dẫn người thì người ta lắc đầu chịu thua. Nếu tịnh độ mà đặt như vậy thì cái như là con người ta cũng vẫn thấy rằng khó vô cùng, không có cơ hội giảng sanh, người ta không phát tâm được. Nhưng mà những người như vậy cứ tiếp tục tu như vậy, lâu ngày nó thành tiêu cực quý vị. Mà lâu ngày có thể nó bị buông tay luôn. Vì sao? Vì giống như nó nặng căng quá, buông tay luôn. Rồi có những người thì gầy dựng mục tiêu để giảng sanh mà trong lòng thì nôn nóng cũng thất bại. Nôn nóng cũng thất bại. Ai chứ? Chỉ có đúng cái gì? Gầy dựng tín nguyện cả đời. Bất cứ lúc nào Phật xuống rước đi theo Phật thì được. Cả đời cứ niệm Phật là thành công. Còn nếu như nôn nóng cũng bị thất bại luôn. Niệm Phật mà cái kiểu nôn nóng, mong Phật sao mau mau xuống rước con đi, sao Phật lâu quá không rước con, nôn nóng, rồi dụng công cho thật sâu, cuối cùng thời gian buông tay. Ấn Tổ ngày nói những con người nôn nóng này thường bị ma dựa phát cuồng. Nôn nóng công phu, nôn nóng muốn diệt cái tham sân si, nôn nóng muốn đoạn nghiệp chướng, nôn nóng muốn mau giảng sanh. Thường cái tâm này lâu ngày nó bị tiêu cực, rồi tự mình quay ngược diệt mình luôn. Chỉ có một cái tâm dịu xuống, tín nguyện niệm Phật, sống trong cuộc đời này bao nhiêu thời gian thì niệm Phật bao nhiêu thời gian. Chỉ có cái cách này là đặc biệt nhất. Dù là chưa về cực lạc vẫn hưởng được sự an lạc tự tại vô cùng. Nên những đức chia sẻ cho quý vị nghe những điều này, quý vị tu rất bình an, nó không bị tác dụng phụ, mà gầy dựng tu được lâu dài, từ từ rồi quý vị sẽ cảm nhận được câu Phật hiệu. Nên tổ sư nói rằng câu Phật hiệu này phải niệm lâu dài thì mới chuyển được cái phàm tâm, niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp. Phải niệm lâu dài mới chuyển được phàm tâm, mà chuyển được phàm tâm là tiêu túc nghiệp. Phàm tâm là cái tâm mà dặn thì chấp cứng vào cái dặn,
Buồn thì chấp cứng một cái buồn. Ta đây thì chấp cứng ta đây. Này là của ta, này là nhà của ta, này là vợ của ta. Cái gì cũng của ta rồi chấp cứng, đó là phàm tâm. Chuyển được phàm tâm là gì? Chúng ta không bị những thứ đó buộc ràng. Nó vừa buộc ràng mình là mình chuyển hóa được. Dùng cách gì? Ai với đạo Phật biết thân vô thường, cảnh vô thường. Thân đã vô thường thì cái gì là vĩnh hằng quý vị? Ở cõi này thân này còn bỏ mình, không chỉ cái gì là cái mà chúng ta nắm được. Nhìn nhận sâu sắc rồi thì tức khắc mỗi một con người chúng ta sẽ hạ thủ công phu. Ngay chỗ nào? Câu A Di Đà Phật. Đó là bổ nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Chính những đức mười mấy năm đi tu, càng niệm Phật niệm từ từ mới thấy được. Đúng là pháp môn tịnh độ này đặc biệt thù thắng. Và tin tịnh độ, lòng tin triệt để về tịnh độ. Có ai nói gì những đức cũng tin vào tịnh độ. Có một người này quen những đức, họ nói một câu: ông những đức ông niệm Phật giết rồi, ông mê ngay câu Phật hiệu luôn rồi. Bây giờ ông nói cái gì cũng nói ai với đạo Phật không à? Tốt. Càng tu mà càng chuyên, càng tu mà càng mê ngay câu ai với đạo Phật luôn thì quá tuyệt vời. Thì mê danh lợi, mê trong cái cõi đời này thì quý vị còn thất bại. Nếu như mê ngay câu ai với đạo Phật thì quý vị thành công chắc chắn luôn. Vì câu ai với đạo Phật này không có mê. Nếu như quý vị trụ tâm ngay câu ai với đạo Phật thì chắc chắn quý vị sẽ sanh trí tuệ và con người sẽ mạnh mẽ. Một con người niệm Phật, một con người tu cầu sanh cực lạc mà càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng quyết đoán, càng ngày càng sống tích cực, vì sao thất bại được? Làm sao thất bại? Vì nghĩ đi, chỉ có những con người càng tu mà tại sao mình đi vào tiêu cực, lo được lo mắt, sợ cái này sợ cái kia. Con người niệm Phật như vậy là con người không có tính nguyện niệm Phật. Con người gầy dựng được tính nguyện niệm Phật là không có lo sợ. Vì sao? Vì thân này còn mắc mà mình còn lo sợ cái gì quý vị? Chúng ta ở cái cõi này có cái gì chúng ta nắm giữ được mà lo sợ? Cái thân chúng ta là cái việc chủ chốt nhất mà nó còn bỏ mình này. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng thuyết này nói rằng trong tất cả cái vô lượng thì vô lượng thọ là cực kỳ quan trọng. Vô lượng thọ là quan trọng nhất. Vô lượng thọ đã là quan trọng mà mình không được vô lượng thọ gì thì tất cả cái vô lượng khác chịu thua. Chúng ta không có vô lượng thọ làm sao hưởng? Thí dụ như Tằng Thủy Hoàng, dù ông có trở thành bá chủ đi chăng nữa nhưng mà ông không có được cái tuổi thọ nên phải tìm thuốc trường sinh. Không có vô lượng thọ thì làm sao mà hưởng đấy? Dù làm ông vua nhưng mà không có tuổi thọ thì ông cũng phải buông ra thôi. Nên mỗi một con người chúng ta không có vô lượng thọ, vì thì ở cái cõi này vợ chồng con cháu của cải vật chất chúng ta đều là duyên hợp duyên tan quý vị. Nhưng mà do con người chấp vào cái tan mà thành ái biệt ly khổ. Rồi con người lại chấp vào cái việc mà đối đầu quan gia, nên gọi là quan gia đối đầu khổ. Còn thương yêu dính mắt, khi chết đi thì ái biệt ly khổ. Quý vị coi cái khổ chúng ta là do không nhìn nhận vô thường. Cái khổ của chúng ta là do không biết được rằng cái cõi đời này có gặp thì có xa, có thấy thì có mắt. Không có cái gì ở cõi này tồn tại. Nên chúng ta là người hiểu biết, nhận thức sâu sắc. Là người hiểu biết thì phải làm sao? Phải hướng nhau về cực lạc, phải dẫn dắt nhau về cực lạc, phải giới thiệu pháp môn tịnh độ, phải chỉ người ta đi về cực lạc. Vì chỉ có quốc độ cực lạc mới tồn tại mãi mãi. Và chúng ta biết được thăng bằng quyến thuộc mình ở đâu, đang ở đâu mình biết rõ hết. Đây mới là một cảnh giới cần thiết phải đi về. Từ phước báo nhân duyên, từ sự tốt đẹp ở thế giới cực lạc. Trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Phật đã phô diễn rõ ràng cho chúng ta để thích thú mà muốn gì. Như vậy thì chỉ có thế giới cực lạc là thế giới vĩnh cửu. Còn ở cõi này
là giả tạm. Đã biết nó là giả tạm mà chúng ta không biết đổi cái giả thành cái thật, mà chúng ta đi chấp cái giả để một ngày nào chúng ta cũng phải xa lìa, không thể nào còn tồn tại. Từ nơi đó mà mỗi ngày phải căng được bổ túc như vậy để phát tâm giải thoát nha quý vị. Căng được bổ túc. Nên có nhiều người nghe, tại sao họ nói từ khi nghe thầy là con siêng niệm Phật, từ khi nghe thầy là con thấy con nhiều thứ cũng buông xuống. Từ khi nghe những buổi chia sẻ này thì càng ngày có người càng vui. Vì sao? Nhìn được vô thường. Đã là vô thường mà đi chấp nhất cái gì? Chúng ta nên buông xuống nhiều thứ. Thiếu nợ thì trả đi, than vãn làm gì? Hiểu không? Nhớ nghe, tất cả những cái gì chúng ta gặp trong cõi đời này, từ thuận và nghịch, đều là do chính mình đã từng gieo nhân. Nhưng mà ở cõi này phần nhiều là nghịch nhiều, nên gọi là thiếu nợ thì trả đi, than vãn làm gì? Thiếu nợ mà không chịu trả mà đi than vãn, trả mà lại than vãn, vậy thì trả lâu. Vui vẻ trả mà gầy dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc thì quá tuyệt vời. Chúng ta sẽ cảm ơn những cái sự trở ngại, vì nhờ trở ngại mà thúc đẩy mình, đuổi xua mình đi về cực lạc. Quý vị coi chồng vợ con cái đối xử tệ bạc nhau, chúng ta gặp được Phật pháp, muốn hướng về cực lạc khổ quá. Cái khổ đang đuổi mình, đuổi mình, đuổi mình, nó đuổi xua mình để đi về cực lạc. Nếu hiểu ra, cảm ơn, cảm ơn sự nghịch duyên, cảm ơn sự trở ngại. Tại vì sao? Đuổi xua mình về cực lạc. Nếu như họ hoàn toàn thuận tiện cho mình, chưa chắc mình tiếp nhận Phật pháp, mình cũng không có tâm cầu giải thoát đâu quý vị. Những điều chia sẻ này mỗi một con người tu chúng ta phải càng được gầy dựng. Để tu làm sao mà càng tu càng gầy dựng được tính nguyện giảng sanh. Càng tu thì càng muốn về cực lạc. Vì sao? Vì cõi này vô thường, cõi này không tồn tại. Chúng ta phải về một quốc độ tồn tại. Đây là cái phương hướng mà chúng ta dẫn dắt nhau quý vị. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho hàng Phật tử khắp nơi nơi nghe được tịnh độ, gầy dựng tín nguyện niệm Phật, để đời này chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc quý vị. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật.